Việt Anh xin kính chào quý khán giả đến với tin chiến sự của kênh 60 giây tình hòa. Mở đầu bản tin là video cho thấy một cuộc giao tranh ác liệt giữa binh lính Ukraine và Nga được quay lại từ bodycam của một người lính Ukraine. Trong trận chiến, một người lính Ukraine đã bị trúng đạn nhưng nhanh chóng sau đó đã được đồng đội di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiếp đến là video cho thấy lữ đoàn tấn công số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga tại khu vực Kharkiv. Trong quá trình chiến đấu, họ đã phá hủy hai xe bọc thép của đối phương, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga tại đây. Thành công này củng cố thêm các vị trí của Ukraine tại Kharkiv. Và đây là một cuộc đột phá qua biên giới của Nga theo hướng Pluskovo thuộc khu vực Kursk của tiểu đoàn tấn công số 225 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này cho thấy sự tiến bộ đáng kể của lực lượng vũ trang Ukraine trong việc chiếm lĩnh các vị trí chiến lược và mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực quan trọng này. Козачки наши. Мы их отпашиваем, они только не пал, вырисовывают. Покемон пулемет кроет нам. Пизда, пидорасика, раса! 225 УШБ. Мы делаем ветер. Video này ghi lại cảnh giao tranh trên đường phố Toretsk ở Ukraine giữa tiểu đoàn an ninh số 2 thuộc lữ đoàn độc lập 101 của lực lượng vũ trang Ukraine và quân Nga. Давай, давай, давай.
Tiếp đến là một video cho thấy tổ phòng không di động của Ukraine với sự hỗ trợ của đèn cao áp đã bắn hạ một chiếc drone Starhawk của Nga trong đêm. Và đây là video cho thấy lữ đoàn cơ giới số 14 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào bộ binh Nga, phá hủy các vị trí ẩn nấp của lính Nga bằng các UAV. Sự hỗ trợ từ Đan Mạch đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động này. Được biết, Đan Mạch cùng với nhiều quốc gia khác đã cung cấp viện trợ quân sự và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Binh lính thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 35 của lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công thành công, phá hủy một chiếc xe tăng của Nga và hạ gục kiếp lái. Video này cho thấy lính biên phòng của Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở do lính Nga chiếm đóng tại miền nam của Ukraine. Video này ghi lại cảnh xạ thủ của Ukraine với mật danh Archangel đang thực hiện các cuộc tấn công vào lính Nga trong đêm. Để đảm bảo bí mật, những video như thế này thường sẽ không tiết lộ địa điểm cụ thể của cuộc chiến. Tại Petropavlivka, khu vực Kharkiv của Ukraine, một ngôi làng nữa đã bị san phẳng bởi các cuộc tấn công bằng bom FAB của Nga. Đây là một ví dụ điển hình cho sự tàn phá vô nghĩa và vô nhân tính mà Nga gây ra đối với các khu vực có dân cư. Video cho thấy nhóm tấn công của Nga đã bị chặn đứng bởi đơn vị UAV Mosquitoes thuộc lữ đoàn tấn công số 3 Azov của lực lượng vũ trang Ukraine. Đơn vị UAV đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác và hiệu quả, ngăn chặn sự tiến công của đối phương, bảo vệ các vị trí chiến lược của Ukraine tại khu vực Luhansk. Và đây là tổng hợp các video về chiến dịch phá hủy xe cơ giới của Nga bằng các drone do binh sĩ của lực lượng đặc biệt A thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện.
Video này ghi lại cảnh đội Red Team của lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả và chính xác, phá hủy thiết bị dân sự của Nga. Video không cung cấp địa điểm cụ thể. Còn đây là video ghi lại cảnh pháo phòng không tự hành Flak Panzer Gepard do Đức cung cấp cho Ukraine bắn hạ một chiếc drone Shahed của Nga. Video cho thấy xe tăng Leopard 2A6 của lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 đang hoạt động theo hướng Kursk. Lữ đoàn không chỉ sở hữu xe tăng Leopard 2A6 từ Đức và Bồ Đào Nha, mà còn được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực Stridsvagn 122 của Thụy Điển. Với sự kết hợp này, có khả năng cao rằng sắp tới lữ đoàn sẽ tham gia vào các cuộc tấn công quan trọng trong khu vực. Прилетела пизда. Давай, давай, пацаны, давай. Вторая пошла. Ебать, пиздуют по нам, пизда. Пошел третий. Давай, давай, братва, давай, давай. Давай, давай, пошли, суп. Видимость нулевая была. Нам повезло. Да, направо. Давай еще. Ебать, пиздует, пизда нахуй. Пошел, пошла, братва, пошла она. Давай, дружнее дует. Быстрее, сука, падали на. Давай, давай, сука, гребина. Танчик пошел, танчик, давай, да. Вот отбили пидорский окоп, нашли снайперскую винтовочку. Торва, братан, я все заснял, здесь движ. FPV-хи хуярили. И минометы FPV. Вся хуя. Малыхан. Тут. Вот, заняли пидорский окоп. Мы готовы, сука, к бою, нахуй. Противотанковые. Пулемет, нахуй. Аватар, давай, подтягивайся, братишка, подтягивайся. Тут-то был снайпер СВТ, нашли пидорскую, вот. А
Урбан, передай привет всем. Опа-на, слава Украине. Тогда понял, турбовед попала. Video này ghi lại cảnh chiếc Ron Kamikaze Swiss Black 600 của Mỹ cung cấp cho Ukraine thực hiện một cuộc tấn công thành công vào pháo tự hành M-STARS 152mm 2S-19 của Nga. Ron Swiss Black 600 với khả năng tấn công chính xác và mạnh mẽ tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng của mình trong các chiến dịch quân sự hiện tại. Đây là cảnh drone FPV của Ukraine đang dọn sạch mìn chống tăng của Nga. Công việc này mở ra những con đường an toàn cho các lực lượng quân sự di chuyển, giúp giảm thiểu nguy cơ cho binh sĩ và nâng cao hiệu quả chiến thuật. Đây là video ghi lại cảnh binh lính Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 sử dụng drone FPV để tấn công một chiếc xe tăng T-80 BVM của Nga. Video này cho thấy các lực lượng Ukraine đang tích cực truy tìm và phá hủy các nơi ẩn náu của lính Nga tại khu vực Kharkiv. Video cho thấy cuộc chiến sinh tồn của lính Nga khi bị UAV của Ukraine phát hiện. Trong cuộc tấn công tại Kursk, một nhóm lính nghĩa vụ Nga, tất cả đều trong độ tuổi từ khoảng 19 đến 20, đã đầu hàng các lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, họ không hề tỏ ra hoảng loạn hay đau khổ, mà lại trông rất vui, còn nở cả nụ cười. Nhiều người thắc mắc, điều này có phải là phản ánh sự giải thoát và có thể là niềm hy vọng vào một kết thúc hòa bình hơn cho họ sau những tháng ngày chiến đấu khốc liệt hay không? Нормальное отношение к тебе тут, да? Что Путину передашь? Пламенный привет. Насколько пламенный? Как 120. Скажи, чтоб ты сдох, пёс. Точно. Слава Украине. Героям, героям слава. Video cho thấy, tại Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ áp tải những lính Nga đầu hàng. Điều này đã phản ánh sự thành công của các chiến dịch quân sự của Ukraine. Ông Anton Garashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đăng một video trên mạng xã hội X cho hay, một binh sĩ Nga có tên Petrov Oleg Alexandrovich sinh ra ở làng Gulyashmanovo, khu vực Tymen, tiết lộ sự thật rằng mình đã ký hợp đồng để đến Ukraine thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Nhưng mà khi nhận ra nguy cơ có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào, Alexandrovich đã ghi lại video cầu xin Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Rimovich Belousov cho phép mình dừng lại vì không còn muốn chiến đấu nữa. Alexandrovich cũng bày tỏ sự bối rối,
cho biết anh không hiểu tại sao mình lại đồng ý xâm lược một quốc gia khác để gây ra cái chết, sự phá hủy, mất mát và đau thương. Сыночка, я тебя люблю, если что. Мамулечка, женочка моя, тоже тебя люблю. Всех люблю. Не надо, главное сейчас выйти. Этих примерно километров 20 с чем-то. Сил нет. Ничего нет. Слава богу, что она не легкая. Задет. Дай бог. Выдержусь. Сынок, я тебя люблю. Больше всех на свете. 25 километров надо пройти. Камикадзе ебучие. И птички. Блядь. Video này cho thấy Ukraine đã thu giữ một chiếc xe tăng của Nga được lắp đặt lớp vỏ bọc bằng gỗ, một biện pháp phòng thủ thử nghiệm nhằm chống lại các cuộc tấn công từ drone của Ukraine. Tuy nhiên, gỗ là vật liệu dễ cháy, đặt ra nguy cơ nghiêm trọng nếu chiếc xe tăng bị trúng đạn hoặc tấn công bởi các drone. Mặc dù có thể giúp bảo vệ tạm thời khỏi các cuộc tấn công trên không, nhưng lớp vỏ bằng gỗ này lại có thể trở thành yếu tố nguy hiểm, khiến xe tăng dễ bị tổn thương hơn trong tình huống chiến đấu. Tính hiệu quả của biện pháp này vẫn chưa được chứng minh. Trong video này là máy rã mìn GMZ-3 của lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 30 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, có khả năng mang theo tới 208 quả mìn chống tăng TM-62. Máy rã mìn này có thể hoạt động hiệu quả trên nhiều bề mặt khác nhau, bao gồm đất, tuyết và có thể rã mìn theo các bước khác nhau nhờ vào khả năng thay đổi vị trí của lưỡi cày. Với khả năng rã mìn 1 km đường trong khoảng 10 đến 15 phút, GMZ-3 có thể được sử dụng theo cặp để rải theo thứ tự so le. Vào năm 2022, máy chủ yếu được sử dụng để rải mìn ở tuyến phòng thủ đầu tiên hoặc những khu vực có khả năng bị đột phá bởi xe tăng của Nga. Thì hiện nay, trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh triển khai các drone để tấn công, thì GMZ-3 đang được sử dụng chủ yếu ở tuyến 2 và tuyến 3. Случай танкових проривів, що сюди і сюди загружаються міни. От вони в ці касети по черзі міни вкладаються. Там іде, називається вікна, відкривається. Знизу йде транспортер. Вікно відкривається, касета випадає, падає на транспортер, транспортер подає її на вигрузку. І оце потім наступне вікно відкривається, наступна міна випадає. І так вони по черзі випадають туди. Не так. Давайте сюди. ТМ протитанкова міна. Протила, виходить, 7. Протизриватель. Витаскується ЧК. Там 4000, дуже викладали. До 5000 ми викладали мін. Ого, це на одному напрямку? Так. Так, так. Богдан, розкажи за своє робоче місце, що тут у тебе знаходиться? Так, в мене тут знаходиться позаду міни, де знаходяться 208 штук.
порядок роботи, як їх запускати. Відкриваємо спершу верхнього замка, нижнього замка. Включаємо, получається, цього рычажка до себе, получається, відкриваються лоточки, міни падають на ленти. І получається, коли ми вже починаємо рух машини, беремо рычажка до себе, цього переключаємо, вже насос включаємо, потім питання, потім пуск. Це все, получається, опускається все на землю, те, що зараз там у нас на вулиці, опускається плуг. У мене вже є тримплікс, я їх бачу, коли вони йдуть, ці міни. Викладання мін йде на ґрунт. На ґрунт і в ґрунт. І в ґрунт. І є третє ще. Kết thúc bản tin là thông tin truyền thông Nga đưa tin rằng do vụ nổ tại kho vũ khí số 107 ở Torobets, một trận động đất 2,8 độ Richter đã được ghi nhận và cửa sổ nhiều nơi bị vỡ ở cách đó 5 km. Có vẻ như đây là một cuộc tấn công vào kho đạn lớn nhất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu. Vào năm 2017, các báo cáo của Nga đã cho biết kho vũ khí này chứa 22.000 tấn đạn dược, trong đó một nửa đã hết hạn. Điều này có nghĩa là phần lớn đạn dược được lưu trữ ngoài trời và đang trong quá trình chuẩn bị tiêu hủy. Khói từ vụ nổ có thể được nhìn thấy từ không gian. Các nguồn tin của Nga cho biết đây là một cuộc tấn công bằng drone tầm xa của Ukraine. Nó được đánh giá là cuộc tấn công quan trọng và tàn phá nhất của Ukraine vào các kho vũ khí của Nga trong toàn bộ cuộc chiến. Đây là một cú sốc rất lớn đối với các kho dự trữ vũ khí của Nga. Và đây là cận cảnh khoảnh khắc vụ nổ tại kho đạn dược ở Torobets của Nga. Video quay lại cảnh bên trong tại thời điểm vụ nổ bắt đầu. Не, это беспилотник был. Не, это точнее истребитель был. Нахуй тебя, Лёха, что ты нахуй, что там в толпе стоять? Слава богу, живой, ёбан. О, ебать. Бля.